Giàu có mà ở 13 kiểu nhà này, sớm muộn cũng trắng tay suốt đời, chót mua rồi nên sửa hoặc bán ngay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, an cư lạc nghiệp là mục tiêu mà tất cả mọi người đều hướng tới trong cái cuộc đời này. Tuy nhiên, theo các bậc thầy phong thủy học, muốn an cư thì trước hết, căn nhà của bạn phải nằm ở cái vị trí thiên thời địa lợi và tuyệt đối không được mắc phải 13 cái đại kỵ phong thủy chỉ cần vô tình vướng vào một trong số những cái điều cấm kỵ trên ấy thì đừng hỏi vì sao mà cái vận xuôi nó liên tục đeo bám với gia chủ làm quần quật mãi mà vẫn nghèo sơ xác thậm chí đổ nhiều công sức nhiều tâm huyết vào cái sự nghiệp nhưng cuối cùng vẫn tán ra bại sản đổ sông đổ bể xin mời quý vị cùng theo dõi để lưu ý nếu nhà mình có các đặc điểm như thế này thì nên sửa hoặc bán đi càng sớm càng tốt 13 kiểu nhà đại kỵ khiến gia chủ tán ra bại sản. 1. Nhà được xây dựng có độ trong suốt cao. Nhiều người rất thích ánh sáng mặt trời nên cố tình xây bằng kính trong suốt hoặc là quá nhiều cửa sổ. Cái việc này sẽ làm cho hàm lượng ánh sáng trong cái căn nhà của bạn nó quá lớn, quá mức cần thiết, làm tăng nhiệt độ trong phòng, vừa có hại đến sức khỏe, vừa làm mất cân bằng âm dương. Thứ hai là phòng hình tròn từ quan niệm xa xưa để lại trời tròn đất vuông hình tròn có tính động tức là di chuyển còn hình vuông là thế tĩnh tức là không bao giờ di chuyển nơi ở bao giờ cũng cần cái sự ổn định nên xây cái phòng nó hình tròn sẽ khiến cho không gian nó không thể để an cư lạc nghiệp được những người sống trong nhà thì không có cái cảm giác là ổn định an tâm từ đó ảnh hưởng đến cái tài vận đến cái phúc phận của gia chủ cũng như là cái sự nghiệp thì cũng khó có thể phát triển được bền vững thứ ba nhà có nhiều góc cạnh à, quý vị thân mến thường thì những công trình kiến trúc cầu kỳ có nhiều góc cạnh sẽ chỉ phù hợp cho những nơi mà sử dụng cho công trình công cộng à, giúp cho lan tỏa cái luồng không khí vượng phát cho người sử dụng ở trong cái môi trường đó cái kiểu nhà đó không thích hợp để làm cho cái không gian sinh hoạt cho cả gia đình thứ bốn nhà có cây có cột đèn cao áp ở phía đối diện à, thưa quý vị theo các chuyên gia phong thủy cây có thuộc tính âm nó sẽ ngăn cản không cho cái khí dương nó vào cái nhà được đèn đường đèn cao áp cũng vậy lại thì có từ trường rất là mạnh vì vậy chúng sẽ tạo ra một cái khu vực từ trường lớn xung quanh nhà bạn gây ảnh hưởng không tốt đối với con người hơn nữa cái việc có bất cứ thứ gì ngăn cản ngay tại phía trước cửa nhà thì đều hãm tài hãm lộc gia chủ cả đời sẽ chẳng bao giờ khấm khá lên được năm Nhà ở những cái nơi có quá nhiều tạp âm. À, thưa quý vị, những địa điểm nằm ngay gần ga tàu điện sân bay hoặc là ga tàu hỏa vân vân thì đều có hại cho sức khỏe vì phải nghe cái âm thanh quá tải với tai, dần dần thì tai sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí có thể dẫn đến điếc nhẹ thì có thể chấn động về tâm sinh lý. Lý do tiếp xúc quá nhiều với tiếng ồn à, sức khỏe sẽ bị giảm sút, kể cả làm việc hay là sinh sống thì đều sinh ra những cái áp lực nhất định cuộc sống sẽ không được ổn định và không được hạnh phúc. À, thứ sáu, nhà gần cầu vượt. để thuận tiện giao thông thì người ta thường xây cầu vượt trồng chéo lên nhau tạo ra một cái xu thế kìm kẹp. cái phong thủy ở đây ý, là một cái điều vô cùng bất lợi. nếu như nhà xây hoặc là mua ngay dưới cái gần gần cái khu vực này thì gia chủ làm gì cũng khó có thể phát lên được. đó là chưa kể cái địa điểm này cũng không hề tốt cho cái sức khỏe của con người. thứ bảy, nhà ở những nơi có khí thải độc hại. À thưa quý vị, ngoài các khu công nghiệp sản xuất có thể gây ra nhiều cái khí thải ô nhiễm thì ngay ở cả các trụ sở đúng không? trụ sở công quyền, bệnh viện hay là nhà tang lễ đều ảnh hưởng đến cái việc tập trung của cái nguồn vượng khí, thậm chí là mang lại nhiều cái khí xấu cho gia chủ. Cái môi trường này cũng không tốt cho cái sức khỏe của con người, vậy nên quý vị cũng cần phải tuyệt đối lưu ý. Thứ 8, nhà gần trạm dừng xe buýt hoặc là chạm xe buýt, chạm xe khách vân vân là một cái địa điểm ồn nào và những người đi lại đến thường xuyên nó không tốt cho cái vận khí của những người ở gần cái khu vực đó nếu không có cái cơ hội chuyển đi chỗ khác thì tốt nhất nên sửa bồi tạo lại tạo dựng lại cái không gian riêng biệt để cách âm được tốt hơn thứ 9, nhà lọt ở giữa một cái khoảng không à, thưa quý vị ngôi nhà mà bị lọt thỏm giữa một cái khoảng không ấy hoặc là gì có nhà cao tầng ấy, sẽ là vô cùng bất lợi cho gia chủ. Những người sống trong nhà bị cảm giác áp bức khó chịu bức bách. Đồng thời, cái vận khí tốt của căn nhà cũng bị những cái tòa nhà cao ở phía trên nó bao phủ hết. Vậy nên cũng sẽ không tốt cho gia chủ. Thứ 10, nhà có hình tam giác. À, quý vị thân mến, sống trong một căn nhà như thế này thì sẽ khiến cho cái tầm nhìn của con người ngày càng bị hẹp đi, đúng không? và cái lòng dạ của họ cũng sẽ ngày càng bị hà vòi. Họ sẽ hay cáu bẩn và dễ bị cái cơn nóng giận nó, nó thiếu kiểm soát. À, khi gặp phải những chuyện gì, họ sẽ suy nghĩ cực đoan, tự làm khó mình mà không có cách gì có thể cứu vãn lại được. Đối với hôn nhân thì cũng là cái chuyện vô cùng là không tốt và dễ bị chen ngang bởi cái kẻ thứ ba. 11. Không nên mua nhà có hình chữ khẩu. Thưa quý vị, theo quan niệm phong thủy, trong các loại nhà có hình dạng này ấy, thì được ví như người ở trong giếng không thể phát phú phát quý được. Đối với những người kinh doanh buôn bán thì không nên chọn mua những loại nhà này cũng không nên chọn phòng chật hẹp vì cái phòng khách kiểu này thì cũng sẽ không thể tụ tài được à, 12 là nhà hình chữ T cái hình dáng kiểu này là phía trước to phía sau nhỏ ai sống lâu trong căn nhà cũng đều thấy được cái vận may của bản thân cũng như là cả gia đình nó bị giảm đi à, kiểu này trong phong thủy được gọi là thoái biền tỳ nghĩa là gì cái vận may của cả nhà ngày càng sẽ bị tiêu tán 13. Không nên mua những căn nhà gần đền thờ miếu mạo. Những ngôi nhà gần đền thờ miếu mạo chùa chiền thường là những ngôi nhà mà chứa nhiều cái âm khí. Không nên mua nhà gần miếu mạo nơi mà đặt những bình di cốt, có nghĩa là nghĩa trang đền thờ hoặc là những ngôi lăng mộ có chứa âm khí quá nặng. Những ngôi nhà này sẽ khiến cho gia chủ rất khó phát lên được trong chuyện làm ăn, sức khỏe thì cũng dễ bị suy kiệt. À, thưa quý vị trong quá trình thiết kế thì đôi khi đã vô tình phạm phải thiếu cái hiểu biết về cái vấn đề phong thủy mà gia chủ đã vấp phải những đại kỵ trong phong thủy với những tướng nhà ở trên à, tất nhiên là bạn không thể nào thay đổi hoàn toàn cái thiết kế của ngôi nhà có một cách khác đó là sử dụng một số cái biện pháp hóa giải hoặc là khắc chế cái điều không may mắn đó xua tan đi những vận xui có thể ập đến với gia đình xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe một kiên kỵ khi mà vào nhà thấy cửa nhà vệ sinh hiện tượng vào cửa nhìn ngay thấy nhà vệ sinh chúng ta vừa bước từ bên ngoài vào trong cái ngôi nhà liền đối diện với cái nhà vệ sinh những cái uế khí từ cái nhà vệ sinh xông thẳng ra làm cho con người cảm giác khó chịu bất lợi cho cái môi trường trong cái nhà gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của, của những người trong nhà đó cái phương pháp hóa giải là có thể treo một cái tấm rèm ở cái cửa nhà vệ sinh hoặc là dùng 5 đồng tiền mang vào phú quý để dán ở trước cửa bên cạnh đó cũng có thể là dùng một cái gương hổ phù, gương cổ phù bằng gỗ đào treo trước cửa để hóa giải. À bên cạnh đó, nếu mà treo rèm ấy thì cái độ dài của tấm rèm của cửa ấy, thì cần phải vượt quá cái chiều cao của bồn cầu thì mới thích hợp. À chất liệu của tấm rèm thì được làm bằng vải dày dặn hoặc là có thể dùng rèm che tùy theo cái loại rèm nào mà quý vị cảm thấy là yêu thích. Nhưng mà tuyệt đối không nên dùng rèm vải ghen ấy, vải gen ấy, hoặc là gì, rèm chuỗi hạt. Thứ hai, tiên kỵ vào cửa thấy bếp. Cái hiện tượng vào cửa mà thấy bếp, đó, tức là gì, chúng ta bước vào từ bên ngoài vào bên trong nhà và nhìn chính diện vào vào cái bếp. Đó. Thì chúng ta biết bếp nấu được coi là cái kho, kho của cái. Vì thế mà cái cửa vào nhìn thấy bếp sẽ ảnh hưởng không tốt đến cái việc học tập, công danh sự nghiệp cũng như là cái tài lộc của cả gia đình. À, phương pháp hóa giải là quý vị có thể dùng long quy rùa hoặc là cái đồng tiền kiểu tinh kết hợp bởi vì những con vật này rồng và rùa nó tạo thành cái 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 vạn con vật cát tường nó mang đến những cái điểm lành đúng không? cái con long quy thì đầu nó là đầu rồng thân thì nó là thân rùa đúng không? nó tượng trưng cho sự vươn cao quy tượng trưng cho sự gì cho sự trường thọ à vật này có thể dùng để chấn trạch kỵ tà hóa sát cũng có thể dùng để tăng được cái duyên hóa giải cái miệng lưỡi thị phi có sát khí do là gì âm khí nó tạo ra à, có thể đặt ở những nơi có thủy khí tương đối nặng cũng có thể đặt ở những nơi của có sát khí à, thì ngoài ra cũng có thể đặt trên ban thờ thần tài để có thể chiêu giúp được chiêu dụ tài lộc cũng như là hóa giải cái thị phi giúp cho gia chủ nhanh chóng thu được cái tài vận thu được cái của cải thì đây chính là cái mà quý vị cần phải lưu ý Thứ ba, kiêng kỵ mở cửa sổ ở góc chéo đối diện với cửa chính. Cái hiện tượng góc đối chéo với cái cửa chính là cái nơi tụ khí, cũng chính là cái phương vị tài vận mà phong thủy thường nói đến. Cửa sổ tại cái chỗ này sẽ rất dễ dẫn đến cái chuyện là hao tán sinh khí, bất lợi cho cái việc phát triển về cái sự nghiệp và tăng cường cái thu nhập của các thành viên trong gia đình. Cái phương pháp hóa giải là có thể che đi khoảng 60 cm cái chiều rộng của cửa sổ. Và để hóa giải thì cũng có thể thiết kế một cái hốc gắn cái thủy tinh tức là gì các bạn có thể làm cửa trước tại chỗ đó hoặc có thể treo một tấm rèm một cửa sổ dày để giảm bớt cái sự hao tán cái sinh khí 4. kiêng kỵ thông tâm sát hiện tượng thông tâm sát chính là cái cửa ra vào đối diện với cái cửa sau hoặc là cửa sổ ở phía trước ấy, đối diện với cửa sổ ở phía sau à, chỉ cần cái khí của cái phía ngoài ấy, cùng với khí cửa trước cái cái cửa trước nhất ấy, và cái vị trí cửa khí của cửa sau của ngôi nhà hay là của căn phòng đối diện với nhau ấy, ở trung trung tâm đúng không? ở trung gian thì không có vật gì chắn nó gọi là gì gọi là thông tâm sát ảnh hưởng của thông tâm sát đến với ngôi nhà là khí vừa vào trong nhà lập tức bị đi ra ngoài ngay vì thế không tụ được khí thông tâm thì sẽ đi qua sẽ làm cho cái phòng nó gì nó 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 nhanh chóng lưu động và không được ổn định cái điều này dễ gây ra ảnh hưởng không tốt đến với sức khỏe của cơ thể của những người sống trong cái căn nhà đó Vì điều này nó rất là nghiêm trọng Nên được gọi là đệ nhất sát khí dương trạch Cái phương pháp hóa giải Nếu mà sát khí xuyên tâm ấy, Thì quý vị nên là dùng cái phương pháp Là bịt kín cái cửa sổ lại để hóa giải Nếu mà sát khí thông tâm Từ cửa chính đối với cửa sổ Thì dùng cái bình phong Để có thể là chia trước để hóa giải Còn nếu bịt cửa sổ hay là lắp thêm Cái bình phong vào Thì ở cái ngưỡng cửa cần phải có đặt tiền ngũ đế và cái nơi cửa sổ cần được treo một tấm rèm đối diện dày bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể ở phía trước treo một cái gương bất quái tinh cầu đó để hóa giải đúng không? À, và và phía cửa sau cùng thì quý vị sẽ treo một cái quả cầu pha lê để hóa giải để tán khí nó đi đó đó là cái thứ tư đúng không ạ và thứ năm là kiêng kỵ vào cửa mà thấy cầu thang à, thưa quý vị hiện tượng vào cửa ngay tức thì nhìn thấy cầu thang cái khí dương trạch nó lọt thẳng ra ngoài dễ làm cho cái khí trường ở trong phòng nó không ổn định, có ảnh hưởng bất lợi đến cái việc học hành, công danh cũng như là cái sự nghiệp của những người ở trong nhà. Cái phương pháp hóa giải là dùng năm đồng tiền hoa mai dán ở cái bậc cổ bậc cầu thang đầu tiên, đúng không? Và năm đồng hoa mai này cũng được chế tác từ đồng đỏ và được mạ vàng 24 k, đúng không? Để dán ở cổ bậc đầu tiên ở cầu thang, ở dưới chân cầu thang ấy, theo cái thứ tự là gì? Hình chữ hình chữ hình, đúng không? Tức là hai đồng ở à, hình đồng ở giữa là là cái mặt hình hướng ra ngoài, hai là đồng hai bên là mặt chữ hướng ra ngoài và hai đồng ở ngoài cùng là cái mặt hình nó hướng ra ngoài đó. À, thứ sáu là kiêng kỵ cửa lớn đối diện với lại cửa phòng. À, thưa quý vị, cái hiện tượng cửa ra vào của một ngôi nhà cửa chính ấy mà đối diện với cửa của một căn phòng nào đó, điều này trái ngược với cái nguyên lý hội hoan là cái trực khí nó xông xông thẳng vào nhà, à, có thể sinh ra nhiều cái ảnh hưởng không tốt đối với cái sự bí mật của cái căn phòng hoặc là gì của cái tài sản ở trong cái căn phòng đó có thể làm cho các thành viên trong gia đình bất hòa và thất thoát về cái tài lộc à, phương pháp hóa giải tốt nhất là quý vị nên đặt một cái bức bình phong trong suốt để để hóa giải cái 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 thế sát trên bên cạnh đó trên cái bình phong thì quý vị cũng thể dán thêm năm cái đồng hoa mai để hóa giải thứ bảy kiên kỵ hồi phong sát à, thưa quý vị hiện tượng bố cục trong nhà trong cùng một cái không gian đấy mà trên cùng một cái bức tường mà có thể đi từ cái 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 chỗ này cửa này đi qua một cửa khác đúng không? À, có thể đi một vòng tròn trở lại ở cái vị trí ban đầu. Đây chính là hồi phong sát. Cái loại sắt này có thể làm cho cái khí trong nhà nó bị rối loạn và không tụ được khí. Đối với sức khỏe của con người cũng sẽ vô cùng bất lợi. Cái phương pháp hóa giải ở đây là phải hóa giải triệt để bằng cách là bịt kín lại. Cần phải ghi nhớ nếu mà có thể dùng gạch lấp lại là cách hóa giải tốt nhất nếu không thể thì có thể là dụng sử dụng cái tấm gỗ để bịt lại đúng không bịt lại thì mới được nếu chỉ đóng cửa không ấy, thì cũng cũng không thể hóa dài được chiếc đẻ còn nếu là nhà thuê thì nên bịt lại quý vị có thể dùng một dây mai hoa phú quý để để để, để dán treo ở trước cái cửa bịt đó thứ 8, kiên kỵ gương đối diện cửa cái hiện tượng gương đối diện cửa được coi là cái điều đại kỵ trong phong thủy bởi vì như vậy ấy, sẽ làm đảo loạn sẽ làm náo loạn các trường khí làm cái trường khí trong nhà nó không được ổn định. Làm sinh khí trong nhà nó bị phản xạ lại và đi ra ngoài, đồng thời cũng sinh ra nhiều cái bất tiện cho con người khi mà đi qua căn căn phòng đó. Cái phương pháp hóa giải đây là quý vị cần phải hóa giải triệt để nhất là chuyển gương ra cái vị trí không đối diện với cửa nữa. Nếu không thể di chuyển được ấy thì có thể tạm dùng cái vải dày, không khi mà không dùng cái gương đó thì có thể là che lại, đó, che lại hoặc là gì dùng cái vải gen đen khi nào cần dùng đến thì chúng ta mới mở ra để chúng ta sử dụng à, 9. kiên kỵ cửa lớn chính đối diện với cửa lớn cái hiện tượng này thì dương trạch theo kiểu là nhà trung cư ấy, hoặc là nhà tập thể thường hay xảy ra cái tình trạng là nhà nọ cửa chính đối diện với nhà kia hiệu ứng trực tiếp nhất của cái tình trạng này là ảnh hưởng bất lợi về cái yếu tố riêng tư của hai gia đình à, bất lợi cho cái sự chung sống hòa thuận của tình làng nghĩa xóm cái phương pháp hóa giải đây là treo cái gương bất quái tiên thiên gỗ đảo rồi dùng 5 đồng tiền hoa mai để chấn chạch, chấn sát thì sẽ giúp quý vị thâu thu được cái tài lộc. Thứ 10 là kiêng kỵ cửa chính bị cái tường vách nó chia cắt. Cái hiện tượng đi vào cái cửa lớn mà bị thấy cái tường, một cái tường trong phòng nó chia cắt là có một cái bức tường vuông góc đối diện với cái cửa nhà. Như vậy sẽ gây bất tiện cho cái việc là đi ra đi vào của các thành viên trong gia đình. Có khi còn gây tổn hại đến cái cơ thể cái phương pháp hóa giải ở đây ấy, là nếu có thể thì đặt một cái bức bình phong để chắn tại cái vị trí đó đây là một cái phương pháp hóa giải triệt để nhất nếu không thể đặt cái bức bình phong ở cái ngưỡng cửa thì có thể sử dụng một cái dây mai hoa phú quý treo ở trước đó để hóa giải à, bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể cái dùng sử dụng cái cây phong thủy đó để đặt ở chỗ vị trí đó để hóa giải nếu mà là tường trang trí thôi thì tốt nhất là quý vị nên gỡ ra phá bỏ để hóa giải một cách triệt để nhất 11 kiên kỵ hai cánh cửa lớn bé khác nhau. À, thưa quý vị, hiện tượng cái mở cửa ra mà hai cánh, một bên cánh to, một bên cánh nhỏ, lớn bé không bằng nhau, thì điều này không phù hợp với cái quan niệm phong thủy, cũng như là không phù hợp với cái thẩm mỹ, à, dễ làm cho con người sinh ra cái cảm giác là cô đơn, khép mình và không hòa hợp với tập thể. Cái phương pháp hóa giải tốt nhất là nên sửa thành cái kiểu là cửa một cánh là thích hợp nhất hoặc là gì cửa hai cánh giống nhau về cái kích thước và cái hình dạng cũng như là cái màu sắc 12 kiêng kỵ mở cửa ở trên cái đường quỷ môn cái hiện tượng mở cửa ở trên cái đường quỷ môn ấy tức là đông bắc và tây nam ấy, cái hướng mở cửa mở không tốt hoặc là gì hoặc là mở cửa chéo như vậy sẽ làm cho những người khác cho rằng người ở trong nhà sống quái dị độc hành khó giao tiếp tính tình thì khép kín cô lập tiếp nữa là ảnh hưởng đến cái mối quan hệ giữa cái công việc cũng như là cái cơ hội được người khác giúp đỡ cũng không không được cao à, phương pháp hóa giải cách hóa giải triệt để nhất là quý vị đổi hướng nếu không thể đổi hướng thì các bạn có thể sơn lại cái màu đỏ lên cái ngưỡng cửa với cái ý nghĩa là nạp cát thu nạp cái, cái những cái điều tốt lành cũng như là có thể treo một cái tấm la bàn ở trên ấy để để có thể hóa giải triệt để à, thưa quý vị Hy vọng là những cái thông tin trên về cái phong thủy nhà ở các sai lầm đại kỵ và phương pháp hóa giải sẽ giúp ích phần nào cho quý vị hiểu biết thêm về những cái vấn đề phong thủy này. Từ đó có thể lưu ý đến cái ngôi nhà của mình, giúp cho ngôi nhà tràn đầy vượng khí và phúc độc được vẹn toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.